Vua không bằng con chó. Năm nay mùa màng bội thu mà ngân khố lại đang thiếu hụt. Truyền lệnh ta, tất cả dân chúng trong thành phải cống nạp thêm lương thực, bổ sung ngân khố. Thưa hoàng thượng, tuy mùa màng năm nay có khá hơn năm ngoái, nhưng sau trận lũ tháng trước, dân chúng bị ảnh hưởng rất nặng nề, vẫn chưa đủ. Nhà ngươi dám trái lệnh ta? Dạ dạ, thần không dám. Các ngươi cứ y lệnh ta mà làm. Thánh chỉ. Do ngân khố thiếu hụt trầm trọng, tất cả dân chúng trong thành phải cống nạp 2 vạn tấn lương thực bổ sung. Trong thời hạn 1 tuần, ai không tuân theo sẽ bị giam vào ngục chờ xét xử. Trời ơi, mới qua trận lũ, cơm còn không đủ ăn thì lấy đâu mà cống với nạp. Nhà tôi neo người, còn con thơ mẹ già phải lo, thế này thì sống sao nổi đây. Hoàng thượng thật quá quắt, dân chúng thì khổ sở lao đao. Ông ta đã không cứu giúp thì thôi, lại còn bày ra trò này. Đến con chó bên cạnh ông ta còn hơn chúng ta. Các ông nói bé thôi, để lọt đến tai hoàng thượng thì chúng ta bị tống vào ngục hết đấy. Ăn ngoan nào, bảo bối của ta. Bảo bối ngoan, ta sẽ tìm thái y giỏi nhất để khám bệnh cho ngươi. Phải mau khỏe đấy. Con chó cưng của nhà vua mới chết đấy. Ngày mai sẽ tổ chức lễ tang hoành tráng lắm. Làm chó của nhà vua cũng thật có phúc. Dân chúng mà không đến dự lễ tang thì không yên với ông ta đâu. Tất cả dân chúng đều tự giác đến dự lễ tang của bảo bối. Ta đúng là một vị vua uy minh. Tất cả dân chúng đều yêu mến và kính trọng ta. Ta đã quá già yếu rồi, đến thần y cũng không cứu nổi ta nữa. Trước khi chết, ta chỉ có ý nguyện lớn nhất là trong tang lễ, toàn bộ dân chúng phải có mặt bên linh cữu tiễn đưa ta. Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng thượng, chúng thần tuân lệnh. Thêm nữa, 3 năm. 3 năm không được hội hè đình đám. Tại sao lại thế này? Con dân vô cùng yêu mến và tôn kính ta đâu hết rồi. Tang lễ của bảo bối có đến hàng vạn người tiễn đưa kia mà. Xem kìa, linh cữu ông ta chẳng ai thèm tiễn đưa. Thật đáng kiếp. Đúng thế, tôi mong cái ngày này từ lâu rồi. Ôi trời, ngày trước nếu không phải vì sự tàn ác đáng sợ của nhà vua thì chúng ta đâu phải đến tiễn con chó của ông ta chứ. Nay ông ta chết rồi, chả còn gì đáng sợ nữa. Phải đấy, khi còn sống ông ta hung dữ, độc ác như vậy, có coi dân con ra gì đâu. Chết rồi thật là may cho dân chúng. Chúng ta còn phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ. Cuộc chạy trốn. Kia rồi, sắp tóm được nó rồi, nhanh lên nào. Thôi chết, bọn chúng sắp đuổi kịp mình rồi, làm thế nào bây giờ?
liệu chúng có nhìn thấy cái hang này và phát hiện ra mình không nhỉ? Thôi kệ, đằng nào cũng không thoát được, mình cũng không còn sức mà chạy tiếp nữa. Đau quá, con nhện khốn kiếp này, mày dám cắn tao à? Tao phải đập chết mày mới được. Xem ra thì số phận của nó với mình cũng giống nhau, cũng bị dồn đến bước đường cùng rồi. Tuy mày đã cắn tao, nhưng tao sẽ vẫn tha mạng cho mày. Đi đi, kẻo toán cướp đuổi đến đây là mày cũng không còn đường thoát thân đâu. Mày có biết chỉ vì tao trót nhìn thấy mặt tên cầm đầu toán cướp mà chúng truy bắt tao đến tận cùng không? Chắc số tao nó tận thế rồi. Giá như mày là một con người thì tao có thể nhờ mày tìm về gia đình tao để báo tin. Chỉ một lát nữa thôi là bọn chúng đuổi đến đây rồi. Sao bây giờ lại không thấy dấu vết của tên đó? Rõ ràng chúng ta thấy hắn chạy về phía này mà. Chắc chắn là hắn đang trốn ở đâu, chứ không thể chạy nhanh thế được. Mau chia nhau ra tìm. Vâng. Thôi chết, bọn chúng đã đến đây rồi, mình tiêu đời rồi. Đại ca, ở đây có một cái hang này. Thôi xong rồi. Đâu, hang đâu? Đây ạ. Cái hang này mạng nhện đã chặn kín, chứng tỏ đã lâu rồi không có người ra vào. Chắc chắn hắn không có trong đấy đâu. Là mày làm đúng không? Chắc hắn chạy xa rồi. Chúng ta tiếp tục đuổi theo còn kịp. Không thể để hắn chạy thoát được. Vâng, thưa đại ca. Bọn chúng đi thật rồi sao? Cảm ơn mày nhé. Mày đã cứu tao một mạng rồi. Tao đã không sai khi không hại chết mày. Trong cuộc sống, đôi khi giúp đỡ người khác cũng đồng thời là giúp đỡ chính bản thân mình. Vì vậy hãy giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào có thể. Chuyện chàng Urashima. Xưa thật là xưa, ở một làng chài ven biển nọ, có một ngư dân trẻ tuổi tên là Urashima, sống cùng người mẹ đã già yếu của mình. Còn nhớ về sớm nhé. Vâng, mẹ yên tâm. Mẹ về nhà đi, đừng ở đây lạnh lắm ạ. Hôm nay bọn cá đi đâu hết thế nhỉ? Nốt mẻ này nữa phải nghỉ ăn chút cơm nắm thôi. Lẽ nào là một con cá lớn? Trời, cả đời đánh cá của ta chưa từng thấy một con cá nào đẹp đến thế này. Đem con cá này mang bán ngoài chợ thì tiếc vô cùng. Hay là để mày trở về với biển thì hơn. Hỡi chàng đánh cá tốt bụng, không lẽ là gọi mình? Trời, chuyện gì vậy? Đại vương của Hải Dương phái tôi lên tìm anh. Anh vừa tha mạng cho ái nữ duy nhất của ngài. Ngài muốn mời anh xuống thủy cung chơi. Anh đừng sợ, nếu đồng ý đi, hãy lên lưng tôi. Mình đang lạc vào thế giới thần tiên rồi sao? Nhưng con mẹ mình... Tôi có thể đi, nhưng không thể đi lâu. Được rồi, chàng trai trẻ, mau lên lưng tôi. May mà hôm nay công chúa của chúng tôi gặp được người hiền lành như anh. Rất hân hạnh chào mừng anh đến với thế giới thủy cung. Đúng là chốn thần tiên, ta không hề nằm mơ. Đúng thế, anh không hề mơ.
Thần dân xin kính chào Đông Hải Long Vương và công chúa. Đứng lên đi chàng trai trẻ, anh có công lớn lắm. Nào, trước hết hãy cùng ta thưởng tiệc đã. Đa tạ Long Vương. Cuộc sống này tuyệt vời quá. Món này rất bổ, chàng dùng đi. À, chàng có muốn đi thăm thú các phòng một chút không? Ta rất hân hạnh. Còn đây là phòng của em. Đẹp quá, ta không ngờ lại có cuộc sống thần tiên thế này. Hỡi chàng trai, chẳng hay anh có muốn ở lại thủy cung của ta không? Thưa đại vương, ý của ngài là... Ái nhi của ta vốn đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Được trở thành phò mã của thủy cung thì còn gì vinh hạnh hơn nữa. Nhưng còn mẹ ta trên đất liền. Không sao, ta cưới nàng rồi sẽ về thăm mẹ. Lễ cưới của chàng trai đánh cá nghèo và công chúa thủy cung được cử hành long trọng. Sống dưới thủy cung hữu tình, Urashima dường như quên đi ngày tháng. Từ ngày ta được gặp nàng đến nay, dù chưa lâu nhưng là những ngày hạnh phúc nhất của ta. Em cũng vậy. Có điều ta còn có mẹ già ở quê hương. Ta muốn về thăm bà vài ngày rồi sẽ trở lại. Chàng muốn trở về trần gian ư? Ta hứa với nàng là sẽ trở lại ngay. Em không thể nào ngăn chàng tỏ lòng hiếu thảo với mẹ. Nhưng em sợ chàng đi rồi thì đôi ta sẽ cách xa nhau mãi mãi. Em muốn tặng chàng một kỷ vật. Nó sẽ giúp chàng trở lại với em. Chàng đừng đánh mất chiếc hộp. Cũng đừng mở nó ra. Mặc dầu có chuyện gì cũng vậy. Nàng yên tâm. Ta xin hứa với nàng là sẽ chẳng bao giờ mở chiếc hộp này. Trên lưng rùa biển, Urashima nhanh chóng trở lại hòn đảo quê hương. Tuy nhiên, chàng chợt thấy lạc lõng giữa cố hương, cảnh vật hết thảy đã đổi khác. Nhà của mình đâu rồi? Mẹ ơi, con đã về đây rồi. Anh là ai? Từ đâu đến đây vậy? Cháu là Urashima Taro. Nhà của cháu, mẹ của cháu đã chuyển đi đâu rồi? Cụ có biết không ạ? Cậu có bị sao không vậy? Urashima Taro là một anh thuyền trài trẻ tuổi, đã bị mất tích trên biển cả, cách đây 400 năm. Cụ nói gì ạ? Anh ta mất tích cách đây 400 năm. Chuyện đã trở thành cổ tích, sao giờ cậu còn hỏi đến? Mình đã chết 400 năm, còn mẹ, mẹ ở đâu? Mấy ngày nào bà còn đứng ở biển đợi mình? Công chúa dặn mình không mở chiếc hộp này, hẳn nó chẳng phải hộp thường. Đúng rồi, mở nó, mẹ sẽ trở lại, mọi thứ sẽ như cũ. Mình tháo sợi dây lụa, rồi cột lại như cũ. Nàng sao biết được? Vậy là những tháng ngày ta sống dưới thủy cung kia, đúng là mấy trăm năm sao? Trong chớp mắt, anh biến thành sợi lông vũ và bay lên tận trời cao. Cho đến tận ngày nay, người Nhật vẫn lưu truyền câu chuyện này như một lời nhắc nhở về sự thay đổi của thời gian. Con người cần sống sao để không phải hối tiếc những tháng ngày chóng vánh trong vũ trụ. Chiếc xe máy đời cũ. Bố ơi, con đỗ đại học rồi. Thật hả con? Vâng, con vừa đến trường nhận giấy báo nhập học nè bố. Đâu, bố xem nào. Ôi, con gái của bố đỗ đại học thật rồi này. Con đỗ đại học rồi, bố còn nhớ trước khi thi đại học, bố hứa với con cái gì không? Bố nhớ chứ. Bây giờ hai bố con mình ra cửa hàng điện thoại, con thích cái nào bố sẽ thưởng cho con cái đó luôn. Bố thật tuyệt vời. Anh ơi, cho em xem chiếc điện thoại này. Em đúng là tinh mắt. Đây là chiếc điện thoại đời mới nhất. Wow, đẹp quá. Con thích cái này đúng không?
Dạ, vậy anh thanh toán cho tôi chiếc điện thoại này nhé. Vâng ạ. Sau này con tốt nghiệp đại học, bố sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy đời mới nhất luôn. Thật hả bố? Thật chứ, bố hứa là bố sẽ làm mà. Bố là số một, con yêu bố nhất trên đời này luôn. 4 năm sau. Diễm, xem bằng tốt nghiệp đại học của tớ này. Cha cha, tốt nghiệp loại giỏi luôn cơ này. Mà dù tớ không được bằng giỏi, thì bố tớ cũng tự thưởng cho tớ một chiếc xe máy. Thật thế á? Ừ, lúc trước khi đi học đại học, bố tớ hứa với tớ thế mà. Bố tớ sẽ thưởng cho tớ một chiếc xe máy đời mới nhất luôn. Uầy, nhất cậu nha. Ấy, bố tớ gọi nè. Alo bố ạ, con vừa nói chuyện với Diễm về bố xong. Thế hả? Con nói gì về bố vậy? Con bảo với Diễm là con tốt nghiệp đại học xong, rồi bố sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Cuối tuần về quê rồi bố thưởng nhé. Vâng ạ. Sướng nhá, vừa ra trường đã có xe máy, lại là xe máy đời mới nhất nữa. Tớ ghen tị với cậu lắm đó nha. Chỉ là một chiếc xe máy thôi mà. Đây, xe máy của con đây. Đây là chiếc xe máy của bố mà. Chiếc xe máy này bố cũng không đi nữa, nhưng nó vẫn còn tốt lắm con à. Nhưng mà trước đây bố hứa là sẽ mua cho con một chiếc xe máy mới cơ mà. Đợt vừa rồi bố sửa lại cái bếp, nên bố đã dùng hết số tiền đó. Hay là con cứ đi tạm chiếc xe máy này một thời gian, rồi mấy nữa bố bán đàn lợn, rồi bố mua xe máy mới cho con. Bố hứa đấy nhé. Xe máy của cậu đây hả? Tớ tưởng cậu bảo mua xe máy mới. Thì cũng tại bố tớ tự nhiên lấy tiền mua xe cho tớ để sửa bếp. Tớ trông nó cũng đâu đến nỗi tệ. Cậu còn bảo là không tệ. Mai tớ mà lái xe này ra đường, kiểu gì cũng có hàng trăm con mắt nhìn tớ. Có xe máy đi là tốt rồi Trang ạ. Bây giờ vẫn còn chiếc xe này. Biết ngay là sẽ có người chỉ trỏ cái xe máy cũ kỹ này của mình mà. Thật là bực mình. Chú ơi, chú rửa hộ cháu chiếc xe này với ạ. Dạ, cháu có chiếc xe máy đẹp quá. Dạ, chú đang khen chiếc xe máy của cháu ấy hả? Ừ. Chú ơi, chiếc xe này lỗi thời rồi mà chú. Sao lại là lỗi thời được? Chiếc xe này giờ hơi bị hiếm đấy. Nếu cháu chê nó lỗi thời, thì hay là bán lại cho chú. Chiếc xe này bây giờ bố cũng không đi nữa. Hay là mình bán đi để lấy tiền mua xe mới nhỉ? Cháu có bán không? Cháu cũng muốn bán để mua xe mới lắm. Nhưng giá chiếc xe này cũng chả được bao nhiêu. Sao lại không được bao nhiêu? Giá chiếc xe này gần bằng chiếc xe mới hiện nay đấy cháu. Dạ, giá chiếc xe đời cũ này mà cao vậy hả chú? Ừ, vì nó là thế hệ xe đời đầu mà. Ngày trước, loại xe này từng thống trị cả thị trường xe đấy. Mà sao cháu có chiếc xe này vậy? Dạ, chiếc xe này bố cháu cho cháu ạ. Vậy ngày trước bố cháu chắc thành đạt lắm đúng không? Dạ, sao chú biết ạ? Thì chiếc xe máy này có từ mấy chục năm trước rồi. Mà thời đó cuộc sống khó khăn, ít ai mua được xe như thế này để đi lắm. Chỉ những người thành đạt thôi, nên chú đoán vậy. Vâng, ngày trước bố cháu cũng thường xuyên đi công tác trên tỉnh. Ồ, thế bây giờ chắc bố cháu cũng mua ô tô rồi nhỉ? Dạ, không chú ạ. Vậy à, thế thôi chú đi rửa xe đây. Mà cháu có bán xe nữa không? Cháu không bán đâu ạ. Sao mình có ý định bán chiếc xe đã từng là một thời huy hoàng của bố được cơ chứ? Nó đã từng gắn bó với bố trên bao nẻo đường đi công tác tỉnh này tỉnh nọ, được biết bao người nể phục. Khi mẹ mất, nếu bố không nghỉ việc để về chăm sóc mình, thì bây giờ con đường thành công của bố đã tiến xa hơn nữa. Mình thật là ích kỷ. Mình luôn chỉ nghĩ về bản thân mình, mà yêu cầu bố phải đáp ứng cái nọ cái kia. Bố ơi, bố đã vì con mà hy sinh quá nhiều rồi. Đã đến lúc con nên đền đáp lại công lao của bố. Câu chuyện trong mưa.
Bố ơi! Sao vậy các con? Trông các con có vẻ buồn bã. Chán quá bố ơi! Cả ngày nghỉ mà chỉ có quanh quẩn ở nhà thôi. Giá mà được bố đưa đi chơi thì tốt. Hai cái đứa này muốn đi chơi ở đâu nào? Con muốn đi chơi công viên. Ở đó có nhiều cây xanh và nhiều trò chơi nữa. Con cũng muốn đi công viên. Được rồi, vậy hai đứa đi chuẩn bị đồ rồi bố đưa đi. Bố là số 1. Alo, vâng, tôi là Thomas đây. Bố ơi, nhanh lên. Chị Amy, ở kia có gì mà các bạn tập trung đông vậy nhỉ? Chị không biết nữa, hay chúng ta lại đó xem đi. Tôi biết rồi, thế nhé. Ôi, hai đứa nhỏ chạy đi đâu rồi? Các con đi đâu vậy? Bố vừa nghe điện thoại quay lại, đã không thấy các con đâu. Chúng con vừa đi nhận quà về bố ạ. Nhận quà? Vâng ạ, có một hội anh chị trong câu lạc bộ tình nguyện tổ chức chương trình và tặng quà miễn phí cho các bạn nhỏ bố ạ. Chúng con phải cố gắng lắm mới chàng lấy được quà đấy. Vậy à? Bố xem này, con đã lấy được một chú thỏ bông. Còn con thì lấy được em cuốn bông này. Bố trông có dễ thương không? Bố nhớ là trong tủ đồ chơi của các con đều có hai em thỏ bông và cuốn bông rồi mà. Các con còn lấy thêm làm gì nữa? Chúng con có rồi, nhưng mà quà tặng không phải mất tiền mua, nên chúng con lấy thôi ạ. Nhưng mà lấy về rồi, liệu các con có chơi hết hay không? Hay lại để các em ấy bỏ không? Chúng con sẽ chơi hết các em ấy, bố ạ. Hai cái đứa này. Hôm nay các con chơi vui không? Có ạ. Vậy bây giờ chúng ta về nhé. Trời ạ, sao tự nhiên lại mưa thế nhỉ? Thế này bố con mình làm sao mà về được? Alo anh à, em lấy được gấu bông cho con rồi. Anh nói sao cơ? Con phải mổ ngay bây giờ sao? Đúng rồi, trong túi của con có ô đấy bố. Ồ, vậy là chúng ta không bị ướt rồi. Anh nhớ dặn con cố lên nhé. Em sẽ về với con bé ngay bây giờ. Khoan đã cô dì ơi, cô hãy cầm lấy chiếc ô này về đi. Sao bố lại... Bố... Bố biết các con muốn nói gì. Các con có biết tại sao bố lại đưa chiếc ô đó cho người phụ nữ không? Không ạ, tại sao bố lại làm vậy ạ? Tại vì người phụ nữ đó đang có việc gấp, bắt buộc phải về trong trời mưa các con ạ. Nhưng mà chúng ta cũng cần chiếc ô đó để về nhà mà. Chúng ta có thể đợi trời hết mưa rồi về. Còn cô ấy thì không thể. Con của cô ấy bị bệnh nặng và đang nằm trong phòng chờ mổ. Vì đóng hết tiền viện phí nên cô ấy đã đến đây để lấy gấu bông tặng cho con mình, làm niềm động viên cho cô bé có thể vượt qua ca mổ. Bởi vậy nên chú gấu bông đó vô cùng quan trọng, và cô ấy không thể để ướt nó được. Bạn nhỏ đó thật tội nghiệp. Các con à, một chiếc ô nhỏ này không thể che hết cho cả ba người chúng ta được. Dù có che như thế nào thì chúng ta vẫn sẽ bị ướt. Vậy tại sao chúng ta không nhường cơ hội đó cho những người cần hơn? Con hiểu rồi ạ. Có những thứ không thể giúp ích cho chúng ta, nhưng có thể giúp ích cho người khác. Vậy thì chúng ta nên nhường lại cơ hội đó cho họ, bố nhỉ? Đúng rồi, con gái yêu của bố. Chị Amy ơi, lát nữa tạnh mưa, chúng ta hãy mang em thỏ bông và cuốn bông trả lại cho các anh chị trong đội tình nguyện chị nhé. Để các anh chị tặng cho các bạn nhỏ không có điều kiện mua gấu bông như chúng ta. Ừ, vậy chúng ta sẽ đứng ở đây đợi tạnh mưa rồi về bố nhỉ? Ừ. Cũng lâu rồi, bố con mình không được cùng nhau ngắm trời mưa như thế này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!